Cuzca, Peru, nhân sâm của chiến binh da đỏ Inca huyền thoại, quốc bảo Peru, món quà hoàn hảo cho sức khỏe và hạnh phúc. Vậy, sâm Maca Peru là gì? Maca Peru có tên khoa học là Lipidium mayeni, là một loại thảo dược được trồng nhiều ở dãy núi cao Andes, Peru, Nam Mỹ, ở độ cao từ 3.500m trở lên so với mặt nước biển, và nhiệt độ thường xuyên ở mức âm 2 độ C đến 13 độ C, không khí loãng. Đây là loại cây trồng có từ thời tiền Inca. Nó được người dân bản địa rất coi trọng bởi đặc tính dinh dưỡng và dược liệu. Vì Lipidium mayeni có thể sinh trưởng trên các vùng đất khô cằn của dãy Andes, điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu khắc nghiệt, Lipidium mayeni vẫn phát triển tốt và tích lũy trong rễ củ của mình những tinh túy quý giá của thiên nhiên. Trong thời kỳ huy hoàng của đế chế Inca, truyền thuyết kể lại rằng các chiến binh Inca sẽ được ăn maca trước khi bước vào trận chiến. Maca giúp họ mạnh mẽ và dẻo dai hơn người thường. Đó là lý do vì sao những chiến binh kiêu hùng này luôn bách chiến bách thắng. Nhưng sau khi chinh phục được thành phố, các chiến binh lại bị cấm dùng maca để kiềm chế xung lực tình dục mạnh mẽ do củ này gây ra, đồng thời cũng là giúp bảo vệ phụ nữ ở vùng đất mới chiếm được. Cho đến khi người Tây Ban Nha chiếm đóng Peru, họ rất hâm mộ công dụng phòng the của loài cây đặc biệt quý giá này, đến mức họ chấp nhận cho người dân bản địa Peru dùng sâm maca để nộp thay cho tiền thuế. Kể từ đó, củ maca được biết đến nhiều hơn và thế giới bắt đầu có những nghiên cứu xác đáng về công dụng tuyệt vời của sâm maca Peru. Các nghiên cứu khoa học đã cho thấy Lipidium mayeni giúp tạo sự cân bằng có lợi theo kiểu hormone sinh dục như testosterone, estrogen, progesterone. Ngoài ra, Lipidium mayeni còn có tác dụng trên hệ thần kinh trung ương, làm tăng nồng độ serotonin và dopamine trên vỏ não, là những hormone tham gia vào quá trình tình dục. Maca được biết là một loại thảo dược tốt nhất để thúc đẩy quá trình thụ tinh và sinh sản cho cả nam giới và nữ giới. Ngoài các tác dụng về sinh lý, sinh sản, thì maca được biết đến như một loại dược phẩm cân bằng hormone trong cơ thể, bổ sung nhiều canxi, khoáng chất, các vitamin thiết yếu giúp cho phát triển hệ thống xương khớp, cơ bắp, trí não và giải tỏa stress. Đây thực sự là món quà tuyệt vời mà Thượng Đế ban cho nhân loại. Maca thuộc họ cải nên củ maca tươi có hình dạng như củ cải, có lá và củ. Một điều đặc biệt với củ maca có xuất xứ từ Peru sẽ gần như chỉ có một rễ cái duy nhất. Hơn nữa, để đạt được chất lượng tốt nhất với maca thì chỉ có khu vực tỉnh Juni và tỉnh Pasco mới có. Do đặc tính quý giá này nên Peru cũng bảo vệ nguồn gen hạn chế không cho xuất khẩu giống, củ tươi và thậm chí hạn chế xuất khẩu củ khô ra bên ngoài. Mặc dù vậy, Trung Quốc và một số nơi khác vẫn lấy được giống maca để trồng, nhưng chất lượng không thể bằng được maca trồng tại Peru. Và đặc điểm dễ nhận ra nhất là hình dạng củ có nhiều rễ và mùi vị, dược tính không đạt chất lượng như maca Peru. Trong hình mà các bạn đang theo dõi là hình nguyên bản của củ maca khô đã được nhập khẩu về Việt Nam. Củ tròn khá đều và đặc biệt là chỉ có một rễ cái duy nhất và gần như không có rễ phụ như maca sinh trưởng tại các khu vực khác ngoài Peru. Trường Sinh Foods là đơn vị tiên phong nhập khẩu maca từ Peru nguyên củ khô với đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Củ tròn đều đẹp như con quay và khi tươi không mùi, vị hăng như củ cải. Thường thì người ta rất ít sử dụng củ tươi để chế biến do vị hăng. Điều đặc biệt là sau khi phơi khô thì mùi vị của maca thơm ngon lạ. Đến khi khô thì mùi vị rất riêng của maca thơm ngon. Maca thực sự rất độc đáo và hấp dẫn. Về sinh trưởng, maca mọc lên từ hạt trên kẽ lá. Hạt maca được gieo trồng tự nhiên từ vùng đất thuộc tỉnh Juni, Pasco của Peru với độ cao từ 3.500m đến 5.000m so với mặt nước biển. Đây vẫn là vùng duy nhất trên thế giới có chất lượng maca tốt nhất. Thực tế thì người nông dân cũng chỉ có một số lựa chọn giống, nhưng tỷ lệ của các màu vẫn không đổi là 60% vàng, 25% đỏ và chỉ có 15% là củ đen. Do đặc tính dược chất cao cũng như sản lượng nên củ đen vẫn là mặt hàng bán giá thành cao nhất. Hiện nay, nó là thành phần chính của rất nhiều thực phẩm chức năng, dược phẩm về sức khỏe, sinh lý, sinh sản tại các quốc gia phát triển như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và cả ở Việt Nam. Công dụng của maca Peru, Lipidium mayeni. Công dụng của maca vàng. Đây là màu sắc maca có sản lượng lớn nhất, chiếm tới 60% dù trồng bằng hạt của bất kỳ cây có củ màu sắc nào. Nó là loại phổ biến nhất.
giúp cân bằng cơ thể, chống mệt mỏi suy nhược cơ thể, giảm stress, tăng cường trí nhớ và sự minh mẫn, tăng cường các hormone sinh lý, sinh sản cho cả nam lẫn nữ, chống lão hóa cho làn da tươi sáng, mịn màng, mà cả hỗ trợ tốt nhất điều trị các bệnh về da, tóc có nguồn gốc từ nội tiết tố. Ma cà bổ sung canxi và khoáng chất tốt cho sức khỏe và xương khớp. Công dụng của ma cà đỏ. Củ ma cà đỏ chiếm tới 25% tổng sản lượng thu hoạch hàng năm của ma cà, nhưng có nhiều sự khác biệt về dinh dưỡng. Nó có hương thơm gần giống với hương vani, màu bột sậm nhất và là loại dễ hấp thụ với người mới sử dụng và trẻ em. Ma cà đỏ là loại tốt nhất để giảm các triệu chứng tiền mãn kinh với phụ nữ ở ngưỡng tuổi mãn kinh. Do công dụng này nên ma cà đỏ được mệnh danh là ma cà của nữ giới. Ma cà đỏ là ma cà tốt nhất cho khả năng sinh sản của nữ giới, có thể dùng để kích thích tạo ra trứng và quá trình thụ tinh, mang lại làn da tươi sáng, mịn màng, gìn giữ tuổi thanh xuân cho người phụ nữ. Ngoài ra, ma cà đỏ và đen là loại tốt nhất để ngăn ngừa bệnh loãng xương, ngăn ngừa u xơ và ung thư tuyến tiền liệt. Đây là công dụng chỉ riêng ma cà đỏ mới có. Công dụng của ma cà đen. Ma cà đen chỉ chiếm 15% sản lượng thu hoạch hàng năm, nhưng nó có thành phần dược tính cao nhất trong 3 loại ma cà. Ma cà đen là loại ma cà tốt nhất cho sự vận động của tinh trùng, kích thích quá trình sinh tinh, tạo thuận lợi cho quá trình thụ tinh và sinh sản. Có thể nói, sâm ma cà đen là ma cà của đàn ông, ma cà for men. Đặc biệt, khi mang ma cà ngâm rượu thì có một nước màu hấp dẫn, hương vị đặc biệt thơm ngon như ngâm các vị thuốc bắc hảo hạng. Vị ngọt uống vào và rất tốt cho sức khỏe. Sâm ma cà Peru làm quà biếu sáng suốt, mang đến sự thành tâm và sức khỏe tuyệt vời cho người được sử dụng. Những người đã sử dụng rượu ma cà một lần sẽ có ấn tượng khó phai, thơm ngon, khó cưỡng. Thậm chí, hương vị rượu ma cà còn hấp dẫn loài ong nếu thưởng thức ngoài tự nhiên như trong sân vườn. Trường Sinh Foods là đơn vị nhập khẩu hàng đầu nhân sâm ma cà từ Peru. Chúng tôi cam đoan mọi sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Để mua được sâm ma cà tốt nhất, quý vị vui lòng liên hệ. Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Trường Sinh Việt Nam, địa chỉ 29/354 Nguyễn Văn Cừ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Hotline 0982 198 188 hoặc 0976 233 316. Email truongsinhfood@gmail.com. Website http://thegioivuikhoe.com hoặc http://thực phẩmtrườngsinh.com. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn.